Cũng trong sáng nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố làm việc với Sở Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022. Trong năm 2022, Sở Tư pháp đã thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định, cấp ý văn bản quy phạm pháp luật, tiến hành kiểm tra 20 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, thẩm định 14 đề nghị xây dựng nghị quyết và 60 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tham gia cấp ý hơn 1.000 lượt dự thảo văn bản của Trung ương, Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ban ngành trên địa bàn thành phố. Song song đó, Sở thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Qua tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, Sở Tư pháp đã phát hiện và ban hành 24 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 15 công chức viên và 9 tổ chức với tổng số tiền phạt gần 270 triệu đồng. Tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên có thời hạn đối với 5 trường hợp. Sở Tư pháp kiến nghị Bộ Tư pháp tham mưu Chính phủ sớm trình Quốc hội dự thảo sửa đổi luật công chứng nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế hiện nay. Quy định chặt chẽ, cụ thể hơn về điều kiện thành lập văn phòng công chứng, điều kiện về công chứng viên, tập sự hành nghề công chứng nhằm hạn chế tình trạng thuê mượn công chứng viên. Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Pháp chế ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được của Sở Tư pháp và đề nghị Sở Tư pháp thành phố tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò công tác pháp chế trong 4 nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng pháp luật, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tham mưu thực hiện nhiệm vụ pháp chế được giao theo quy định.